cả nhà. Đó, chị xuống năm nè. Hello. Đi shopping. Mẹ nói hello đi mẹ. Hello, ai vậy? Đâu ai đâu quay. Vui quá cả nhà ơi, đi shopping. Trùng hợp. Rồi, theo chân mình nha. Theo bà thôi, theo mình. Dù có đi shopping mà cho phải chấp thôi. Phao ơi. Không, nó cần quần rồi, nó cần áo. Nhà áo nhiều lắm, chỉ cần quần dài. Mấy cái sweat pen này dễ thương anh ha. Trên bàn nè. Chị bé. Nơi trên bàn. Hả? Áo dễ thương á kìa. Ai biết mà mua gì mua. Trời ơi, có 3 đồng 49 là 8 đồng. The little girl's next door, dude. This is too next big. Cái này bự quá. Cái bên. Bên. Lexi, let's go this way. Come on. Bên đây nào 10 đồng nè. Here, yeah, this is the right place. Ồ, mấy cái đồ dài dễ thương quá anh. Lexi, come on, boots. Mấy dài dễ thương quá. Mấy dài này mang cứng. Here it is. Trời ơi. Quần ở đâu rồi? Here. That quần with that áo. Sao có nhiều áo không có quần vậy? Ô, quần ngoài sao kìa. Cái này mùa đông á. Sweat ha. Nè anh, cái màu này nè bạn nhớ. Oh my god, this is cute. Yeah, cái này dễ thương nè. It's only 3T though, we need 4T. 4T or 5T? Ồ nè, cái này ngoài sao nè. Huh? It's all 3T. Oh, right here, back here. Oh, it's 3T's though. No, mấy cái màu này cũng được, kiếm mấy này nè. Here, 5T nè. Is it 5 or 4? Nè. Yeah. Nấu con? Không, bà già bà muốn mua mấy cái gì giãn quần. Mình nó mềm, mình giãn như vậy nè, nó bận mới được. Còn mấy kia nó ít giãn, nó thấp lắm. Mọi sao biết mình drink it all. So mom wants pants, these are all sweats. It's cold weather right now. Bây giờ mùa đông này nó chỉ ra mấy cái quần này mà kiếm quần theo ý mẹ đâu có. Không phải. Nó có mình nó mềm nó giãn chút, còn mình nó chắc quá, nó không có giãn ngồi nó bó cái giò. Quần nó đẹp á. Đẹp mà. Đẹp nhưng mà mom trying to find comfort for her. Hope your sister doesn't lose her, man. Anh phó là nó đem ngồi em đợi. Hey, are you watching her? Yeah, but why is she behind you then? You're watching her. Mà nắm tay à. Yeah, just right now. Right in front of this thing. Why are there so many fucking shirts and no pants, dude? That's where. Small bag. Đồ này ra rồi. Hi con. Hi. Rồi thích quần đó à kìa. Mua quần không? Ooh, that was nice. Oh. Wow. Ok, mua nha. Ok, mua. Mẹ nó lựa à kìa. Lấy đi.
Bác sĩ con thích này không con? Mâm này được nè, mình lấy là 5 tuổi đó. You like the Christmas one, babe? I hate Christmas stuff. You like this one? Nhà cái này được. Yeah. Con nói lấy cái này. I like this one, I like Christmas. I'm good. Yeah, lấy, anh lấy. Yeah. Con lấy cái áo luôn không? Hả? Con lấy cái matching áo rồi. Ờ, cho nó bằng Christmas. Phải quan trọng cho nó giảm nhiều mới được. Oh, there's no matching shirt, babe. Cái này giảm nhiều rồi. Yeah. Sao là dài, mình cắt sơn không sao. Ở nhà có rồi. No, cũng muốn nữa. Ở nhà có bông này rồi. Đâu có rồi. Có. Ok, cũng muốn cái đó luôn. Trust the mấy người già style or our style, bitch. No, 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 đây nè, no, no. Why is she keep running? Where is she? Đẹp nè, mà nó nhỏ quá. Cái đầu có hay không? Cái nó thích con nó bằng màu đó thì cho nó con bằng màu đó đi. Cái này nó cái đáng mày ngắn. Anh nó không vừa, có nó nhức đầu quá anh. Ok, cover this one. Nhức đầu quá. Thôi nó không vừa, bỏ ra đi mà. Cái này vừa. Lexi, where are you going?
No. Get the orange one. What the hell? Tôi lấy 5 tuổi đi, 4 tuổi nhỏ xíu à. Nè. Yeah. 5 tuổi phải không? Halloween. Should we get her Merry Christmas one in red? She looks good in red. Oh, these are all long sleeve. What do you think? Yeah, winter, man. Vậy lấy sao bự hả? I'll let them figure out, man. They don't like anything I pick out. And they're paying for it, right? I'll let your sister pay for it. Hi, Cam. Having fun? Quần áo ở đây giả, con nít nó mặn gà tháng chặt mình nhục nó uống tiền. Nó lôi chồng đẹp trai. Wow. So cute. Đấy, con chen vô đây đâu có nữa. Ok. Và wow, đẹp của con. Rồi cái quần bụi bụi này không lấy nha con. Có quần jean á. Ra đường thường như như mà. Cái này thì nó mặc được nè. Tại vì gì cái này cái bàn ăn nó bự nè. Với cái đáy nó cũng dài nha. Có mua quần jean á không anh? No, does she fit it? Đâu phải con đâu. It says 3T. It's too small. Nó nhỏ quá, nó 3 tuổi rồi. Cái này mặc có thằng nào mà vậy? Thôi đừng mua quần jean đi. Jean lít, nó mặc đau, có bụng đó. Uh-oh, con. Không, uh-oh. Chỉ lấy cái áo màu cam thôi, 6 đồng. Cho nó mặc Halloween thôi. Bữa nay không có sale nhiều mẹ ơi. Yeah, this is $5 on sale. The flowers? Too much red. Hãy
Ooh, look, Mickey Mouse. Minnie Mouse. Mm. Nó bằng đâu giờ nó đâu? Like I said, let's go pay, and she walked backwards. That's just all kids. I don't see women or men here, huh? On the front. Hey, Victoria's Secret here, y'all. No. Huh? No. No? Oh, yeah, you're not shopping, huh? I guess it's up to your sister, wherever she wants to go. Yeah. The huh? The clown. I don't know, it's up to you guys. The Anna. Oh, yeah, huh? Mày muốn ăn cái gì không? No, it's fine. Yeah. Where's the North Face at? Yeah. B, huh? Nike, I don't know which way Nike is. Nike, nó xem rác vừa còn nó có 25%. Đi Nike, huh? Đi đâu? Mấy bạn này đi, còn gần rồi thôi. Let me look.